Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 của đất nước. Năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, cùng với xu hướng phục hồi của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam, công ty luôn chú trọng công tác kiện toàn tổ chức cán bộ cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Năm 2011, công ty đã thành lập mới văn phòng công ty và phòng tổ chức quản trị nguồn nhân lực trên cơ sở tái cơ cấu từ phòng hành chính nhân sự, bổ nhiệm mới nhiều cán bộ thuộc các phòng chức năng, trung tâm. Tôi có thể ví von thế này, tức là công ty VSC cũng là một trong đơn vị thành viên của tập đoàn sinh sau đẻ muộn nhất, và văn phòng công ty thì cũng mới được thành lập từ đầu tháng 11 theo quyết định của giám đốc công ty. Thì với cái chức năng và nhiệm vụ và những cái kỳ vọng của ban giám đốc giao cho văn phòng, thì mới hơn một tháng hoạt động thì chúng tôi cũng đi vào ổn định lại cái tổ chức, cũng như làm sao sắp xếp cái công việc một cách khoa học nhất để cái hiệu quả công việc của văn phòng là đạt được cái kỳ vọng và những cái hiệu quả nhất trong cái công việc cũng như là phục vụ cho ban giám đốc. Thì tôi thích một câu danh ngôn thế này thì để nói lên tất cả những cái mà của văn phòng của chúng tôi. Một số người làm được những điều vĩ đại, nhưng tất cả chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé theo cách thức lớn lao. Thì cái này thì tôi muốn nói rằng là chúng tôi góc độ văn phòng thì làm những công việc nó rất thường ngày, rất nhỏ bé, thế nhưng mà làm theo những cái ý tưởng và những cái chỉ đạo lớn lao của ban đốc thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẽ có thể đáp ứng được. Về cái kế hoạch của sang năm thì ngoài cái công tác kiện toàn này bộ máy tổ chức thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất một số cái và với ban giám đốc để làm sao đáp ứng được tất cả những cái tâm tư, những cái thỏa mãn của tất cả các cái bộ phận liên quan, mà chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ hết sức một cách chu đáo và làm sao hiệu quả nhất. Các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao không ngừng được công ty huy động, tạo cơ hội bình đẳng cho cán bộ nhân viên phát huy khả năng, cống hiến trí tuệ và sức lực vì một niềm tự hào chung mang tên VAST, khẳng định quan điểm coi yếu tố con người là nền tảng của sự phát triển. VAST đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động. Hơn 500 cán bộ nhân viên của VAST, một lực lượng đông đảo và đoàn kết, tài năng, nhạy bén, quyết liệt đã tạo thành một văn hóa VAST. Đứng trên phương diện của phòng tổ chức hành chính, đến gần hết năm 2011 thì phòng chúng tôi là một bộ phận không thể thiếu của đại gia đình VAST, là trợ thủ đắc lực của ban giám đốc công ty, là người bạn đồng hành của các phòng quản lý và luôn kề vai sát cánh với sự lớn mạnh của các bộ phận sản xuất kinh doanh. Cho buổi gặp mặt cuối năm sôi nổi, thấy nét mặt rạng rỡ của các bạn, thấy nụ cười của ban giám đốc công ty, chúng tôi hiểu chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 11 năm 2011, việc tách phòng tổ chức hành chính để thành lập mới văn phòng công ty và phòng tổ chức quản trị nguồn nhân lực đã đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của công ty, cũng là bước ngoặt quan trọng của phòng tổ chức quản trị nguồn nhân lực. Với định hướng phòng tổ chức quản trị nguồn nhân lực sẽ phát triển theo chiều sâu về các mảng thu hút, đánh giá, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các cơ chế đãi ngộ như lương, thưởng, phúc lợi. Với nỗ lực không ngừng, chúng tôi mong ban giám đốc công ty cũng như các bộ phận ghi nhận chúng tôi là một tập thể xuất sắc vào năm 2012. Đứng về phương diện công đoàn thì năm 2011 cũng là năm có đánh dấu sự chuyển biến với các mặt hoạt động của công đoàn công ty, với cái việc bổ sung lực lượng trẻ và ban chấp hành nhiệm kỳ khóa vừa rồi đã cho ta thấy những cái phong trào sôi nổi. Với định hướng năm 2012 mà ban chấp hành công đoàn công ty đưa ra thì sẽ hứa hẹn một năm mới có nhiều hoạt động sôi nổi và tổ chức có hiệu quả. Các bạn ủng hộ nhé. Trong năm, công ty đã tổ chức đại hội công đoàn VAST nhiệm kỳ 3, kết nạp 7 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những buổi sinh hoạt văn nghệ, những trận giao lưu bóng đá, tennis, những chương trình thể thao đã tạo nên một nét văn hóa rất đặc biệt của VAST, và cũng chính những nét văn hóa đặc biệt vì con người ấy đã khiến mỗi thành viên của VAST luôn dành trọn tâm huyết của mình cho công việc. Phòng tài chính kế toán trong năm qua thì cũng đã thực hiện được rất là nhiều cái nhiệm vụ mà
mà lãnh đạo công ty giao phó. Cái thứ nhất là quản lý doanh thu và chi phí cũng như là dòng tiền một cách hiệu quả nhất. Cái thứ hai là đã tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty về việc quản lý về các dịch vụ, cụ thể là thực hiện cái bài toán bóc tách về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng dịch vụ một cách kịp thời. Từ đó là lãnh đạo công ty có những chỉ đạo, những định hướng sát và cho cái việc là phát triển dịch vụ trong công ty một cách tốt nhất. Cái thứ ba là phòng cũng đã thực hiện tốt cái việc thanh quyết toán về đầu tư và chi phí đối với các cơ quan chức năng cũng như là với tập đoàn. Cái thứ tư là phòng cũng đã hỗ trợ kịp thời các trung tâm khi mà có các vấn đề liên quan đến tài chính. Cái thứ năm là phòng cũng đã thực hiện tốt trả lương thưởng cho anh em theo đúng quy định hàng tháng. Trong năm 2012 thì theo định hướng phát triển của phòng thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là thực hiện và phát huy những cái thành quả đã đạt được trong năm 2011. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ xây dựng và hoàn thiện lại cái quy chế tài chính cho các bộ phận để làm sao cho phù hợp nhất với tình hình phát triển hiện nay. Cái thứ ba là chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo công ty về việc quản lý dòng tiền một cách hiệu quả hơn. Và cái điều cuối cùng là chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt cái việc mà thanh quyết toán cũng như là trả lương cho anh em một cách đúng thời gian quy định. Cùng với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trong năm qua, FAST cũng đã thực thi tốt những chỉ đạo của chính phủ, của tập đoàn, tích cực hơn, trách nhiệm hơn cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì cộng đồng. Hình ảnh FAST đã xuất hiện thường xuyên tại các vùng bị bão lũ thiên tai, trong các chương trình thiện nguyện có hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa lớn như trao học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học. Chi nhánh miền Trung là một đơn vị non trẻ nhất trong các đơn vị trực thuộc của công ty. Sau 2 năm thành lập với đội ngũ còn mỏng, hoạt động trên địa bàn khu vực miền Trung Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo công ty, các phòng và các đơn vị, bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngày càng được kiện toàn. Hệ thống mạng lưới kỹ thuật dần vào hoạt động ổn định. Mối quan hệ giữa chi nhánh và các viễn thông tỉnh trong khu vực trong việc phát triển dịch vụ ngày càng được gắn chặt hơn, phát triển thuê bao trên toàn khu vực đến cuối năm 2011 đạt hơn 80.000 thuê bao, triển khai dự án B2B đầu tiên của công ty tại Vinpearl Luxury Resort tại Đà Nẵng. Đi đôi với việc phát triển dịch vụ, chúng tôi cũng chăm lo đến việc sau bán hàng, đã tổ chức được đội ngũ làm công tác bảo hành set-top box cho tất cả các khách hàng trong khu vực. Website phục vụ cho công tác bảo hành cũng đã được xây dựng và sắp tới triển khai trên toàn hệ thống. Trong năm 2012, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với viễn thông các tỉnh trong khu vực như viễn thông Huế triển khai dự án Laguna ở Lăng Cô, dự án Intercontinental Resort ở Đà Nẵng, khách sạn Novotel và một số dự án ở Hội An và Nha Trang, Khánh Hòa, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của lãnh đạo công ty giao và khẳng định được cái thương hiệu của công ty VAS tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2011 thì với chức năng nhiệm vụ là một đơn vị tham mưu cho ban giám đốc về cái mảng kế hoạch đầu tư, thì phòng kế hoạch đầu tư cũng đã hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu. Còn kế hoạch 12 thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu của các đơn vị cũng như của cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Bước sang năm 2012 vẫn còn đó những khó khăn và gian truân, bởi vinh quang không dễ đến bao giờ. Nhưng bằng tất cả niềm tin, sự quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của toàn thể ban lãnh đạo, một VAS giàu nội lực sẽ vươn mình ra biển lớn, chinh phục những giá trị đích thực với các mục tiêu mang tính chiến lược đã được hoạch định và trên đà thắng lợi của những năm vừa qua. VAS sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2012, đem lại lợi ích cao nhất cho tập đoàn, khách hàng và xã hội. Đúng là cứ đầu năm thì rất là hồi hộp lo lắng, mà cuối năm thì cũng rất mừng, là phải nói là rất vui vẻ, phấn khởi và tự hào. Suốt hơn 3 năm qua, cứ năm sau là gấp đôi năm trước. Thì cái năm 2011 này so với 2010 thì mình tốc độ phát triển là khoảng 153%. Và so với kế hoạch tập đoàn giao là các chỉ tiêu về doanh nghiệp
để vượt kế hoạch tập đoàn giao. Thế đó là cái sơ qua những nét cơ bản mà công ty VAT đã đạt được trong năm 2011. Với những cái chỉ tiêu về kế hoạch về sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, bên cạnh đó về chiều sâu phát triển thì VAT cũng đã gây dựng được những dịch vụ, những thương hiệu có giá trị đối với khách hàng, đối với xã hội và tạo ra một cái đà phát triển cho thời gian tới. Trong năm qua, chúng ta đã gây dựng lên một và phát triển đạt một cái ngưỡng thuê bao đủ lớn để tạo đà cho phát triển cái năm tiếp theo về dịch vụ truyền hình tương tác MyTV. Đó là một xu hướng truyền hình thế hệ mới, một xu hướng phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ trong thời gian tới và đem lại rất nhiều tiện ích để phục vụ khách hàng, phục vụ xã hội. Đó là trên mạng ban rộng. Trên mạng di động thì chúng ta cũng đưa ra được rất nhiều dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng. Điển hình là mobile TV và nhiều cái dịch vụ cung cấp thông tin cho các mạng di động ở Việt Nam. Trên nền Internet thì các bạn cũng biết Megaphone ban đầu là một cái trang thông tin tổng hợp giải trí phục vụ cho các khách hàng MegaVN của VNPT. Và hơn một năm qua thì từ cái vị trí hơn 100 chúng ta đã lên là vị trí thứ 18 tại Việt Nam. Đó là một thành quả rất là phấn khởi, chứng minh được cái sự hấp dẫn của dịch vụ của trang tin và cái vị thế trên cộng đồng mạng Internet tại Việt Nam. Những cái đó chắc chắn nó sẽ tạo đà cho việc chúng ta sẽ cung cấp cái dịch vụ tích hợp và multi screen trong năm tới và thời gian về sau. Đối với 2012 thì bao giờ cũng vậy, chúng ta đầu năm thì cũng đã xây dựng được kế hoạch chiến lược và cũng đã giao nhiệm vụ, và với cái tinh thần là đặt ra cái mục tiêu cao nhất để phấn đấu, và năm tới hy vọng chúng ta sẽ tham gia vào câu lạc bộ nghìn tỷ, và cái đó là cái mức mong muốn. Bên cạnh đó, tất cả những dịch vụ chúng ta cung cấp cũng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ tiện ích, mang lại những cái tiện ích hấp dẫn cao cấp cho khách hàng, và hướng tới phát triển bền vững cũng như vươn ra ngoài nước. Đối với cán bộ công nhân viên của công ty VAC là một công ty trẻ đầy nhiệt huyết, đầy năng lực, đầy tiềm năng, thì sức khỏe thì tôi không cần phải chúc nữa, bởi vì các bạn đã khỏe rồi. Tôi mong các bạn là có nhiều nhiệt huyết hơn, có nhiều sáng tạo hơn để làm sao cho các dịch vụ MyTV của chúng ta có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Một mùa xuân nữa lại đến với những bước chân ầm vang từ những phố phường, nhà máy, khu đô thị, chợ đầu mối, trong không khí rạo rực và yên bình, khép lại một năm lao động vất vả nhưng hăng say với bao kỷ niệm và trải nghiệm từ cuộc sống muôn màu. Tuổi trẻ sung sức sẽ nâng bước những con người VAT vươn ra biển lớn, bay lên chạm đến những tầm cao, mang đến nụ cười cho những mầm non của tương lai đất nước. Tuổi trẻ VAT cũng không quên trách nhiệm của mình để cùng nhau xây dựng một cuộc sống đích thực, mà trong đó bản hòa ca đẹp nhất là mang đến những điều kỳ diệu để VAT bay lên, chinh phục những giá trị đỉnh cao.